Em thì em cảm thấy là em hợp hết á. Một phần là em cũng thấy em may mắn được một mẹ chồng hiện đại yêu thương mình, giống như là cũng biết thông cảm cho công việc của em á. Cái nghề của em là cái nghề dịch vụ, em hay đi sớm về khuya lắm. Có khi em về là mẹ ngủ rồi, có khi sáng mẹ chưa có dậy là em cũng đã đi rồi. Cô thấy mình hợp với con dâu điểm nào không? Cô rất là quý con dâu, thương con dâu lắm. Dạ. Vì cũng thích con dâu là cũng phải xinh đẹp. Cô là gái ở phòng thì các chú biết rồi đi. Dạ. Mà con cô ai cũng xinh đẹp. Vậy chắc chú ở nhà cũng đẹp dữ cô. À bây giờ thì cô nói đến phần chú nha. Dạ. Nhà cô kết hôn với chú đấy. Dạ. Thì cô không biết là chú cái giàu nghèo như nào nha. Cô là con gái nhà giàu. Cô không cần biết là chú giàu nghèo. Ham chú đẹp trai. Thế ham chú đẹp trai cứ lấy thôi. Đẹp trai là được. Cô chỉ lúc bây giờ thời bây giờ là có đàn ông ấy, có cái xe cái đài đeo hông cái năm 1900 phải mấy đấy, cho biết không? Có cái đài đeo hông với cái xe cuộc bị mên vận sơ vin và là nhìn là nghe. Như vậy thì một năm trôi qua thật sự là cũng chưa phải là dài, nhưng mà em thấy có một cái điều gì mà gọi là buồn lòng với giữa mẹ chồng với em không? Em thì em thấy không có luôn á, em mình rất là thoải mái luôn, thật sự luôn á. Thoải mái luôn vậy đó. Dạ. Nhưng mà phong tục tập quán của hai miền mình rất là khác biệt. À có một chút khác biệt là giống như là em á là em thích ăn ngọt, còn gia đình là hơi ăn mặn mặn chút. Bác thì cứ đó. Ăn mặn. Nhưng mà từ từ cũng phải hòa hợp đi. Dạ. Không lẽ mình sống với nhau chung cả đời mà. Không, em cũng ăn cũng quen. Dạ. Em thì giới thiệu cô là cô Phúc Trần. Dạ. Cô là sinh năm 1950, cô là gái Hải Phòng. Dạ. Nghề nghiệp của cô là ngày xưa là buôn bán vải, nhà cô có máy dệt vải ra, sản xuất ra vải. Cô bỏ xỉ cũng cô nghỉ hưu đến 15 năm nay rồi. Xin mời chị ạ. Dạ, em xin chào MC Quyền Linh, Lê Lộc và khán giả. Em tên Trâm, em sinh năm 1993. Hiện em đang làm nail. Chị làm dâu của mẹ được bao nhiêu năm rồi? À, em làm dâu của mẹ được hơn một năm. Mới đây ha. Dạ. Mình có tin vui gì chưa? À, em đang để năm nay. À. Dạ. Làm dâu cô được hơn năm này, các em cũng phải làm ăn, chưa sinh em bé. Chắc là bây giờ kế hoạch bây giờ là thời đại hiện đại quá, cũng để canh để em bé nó phù hợp với tuổi bố mẹ làm ăn. Đúng với phong thủy. Phong thủy đấy. Dạ. Nói thì bổ xưa chứ không phải đâu, đúng là thế đấy. Cái ngày đầu tiên mà cô gặp con dâu xinh đẹp này thì cô cảm nhận thế nào? Cô vui lắm, cô thích con dâu xinh đẹp. Cái lần đầu tiên mà khi mà chị gặp mẹ chồng của mình á, chị cảm thấy mẹ chồng mình là người như thế nào? Em đi từ bất ngờ này đến bất ngờ khác luôn. Mẹ chồng của em thì tiên quá, hiện đại quá. Em cũng có một chút mừng mừng trong lòng rồi. Dạ. Là khi về làm dâu á cô, thì con dâu thế nào? Con dâu cô nó ngoan lắm. Dạ, cô phải gọi là con thành đạt, cháu xinh tươi. Rất là giỏi. Công dung công hạnh là cô chấm hết không cô? Chấm hết. Cô không bộ là không còn được, coi là không mất cái điểm gì cả, được hết được, toàn diện. Mua sắm cho mẹ chồng ngày sinh nhật, đâu là cái bóp mấy triệu. Rồi xăng đan, rồi giày dép bằng 30 đôi, rồi khăn nữa. Thế là sắm cho mẹ chồng, mới lại cũng biếu mẹ chồng tiền. Bảo như mẹ chồng bảo là coi như là thôi con ơi, con để cái tiền để làm ăn, mẹ có tiền rồi. Con nó bảo là mẹ ơi, đây là cái lộc của con biếu mẹ một chút quà để mẹ đi chơi với bạn. Thế là cô hay giao lưu với bạn bè lắm. Cô là câu lạc bộ ba miền Trung Nam Bắc. Ồ, quá dữ luôn ha. Cô hát hả cô hả? Hát, bây giờ cô lên hát, cô hát một bài. Hát luôn, rồi hát. Cô hát bài cây trúc sinh nhá. Vâng. Trúc sinh là về quan họ nhá. Dạ. Cây trúc sinh tang tình là cây trúc mọc. Cây trúc mọc bên bờ ao. Anh hai sinh tang tình là anh hai đứng một mình. Quả lời sinh càng sinh. Đứng một mình. Quả lời sinh càng sinh. Cây trúc sinh tang tình là cây trúc mọc. Cây trúc mọc bên sân đình. Anh ba sinh tang tình là anh ba đứng một mình. Quả lời sinh càng sinh.
đừng một mình qua lời sinh càng sinh. Cái bài rất là cô hay nên quan họ bài hát. Bài nó dài lắm, hát dài lắm. Nó không có đường ra luôn đó. Dạ, con mà hát 10 lần không đường ra lần nào. Em với lại mẹ có hát chung lần nào chưa? Dạ em với mẹ thì chưa hát chung. Chưa, em thì nó cũng về văn nghệ thì các em nó cũng ít lắm, nó không giống như cô. Cô tuy rằng tuổi nhiều nhưng mà cứ yêu văn nghệ. Tuổi nhiều không có nhiều đâu. Này, dạ. Cứ yêu văn nghệ thì chỗ nào vui là thích rồi. Có văn nghệ, có âm nhạc, có nghệ thuật là nhạc cái, là... nhạc cái lỗi lên là cô hào hứng rồi. Dạ. Vừa năm ngoái cô đi chơi 7 nước. Đúng rồi. Ở bên nước ngoài mà cô tuổi này mà cô cứ đi veo veo còn cháu có khi không theo kịp bà ngoại. Mẹ cháu bảo là ê thế bà ngoại đi kia mà sao các con đi chậm thế không bằng bà ngoại. Thế thì cô đừng có nói cô già. Nhạc sĩ Dân Trần có thấy nhiều tuổi rồi cơ, nhiều đính. Tuổi luôn. Nghệ sĩ Dân Trần Hiếu có nói một câu là đừng nói tôi già, tôi có già đâu, dù tóc phai màu tôi vẫn cười tươi ha. Đây em gái em có thấy điều gì mà em hợp với mẹ chồng? Em thì em cảm thấy là em hợp hết á. Một phần là em cũng thấy em may mắn được một mẹ chồng hiện đại yêu thương mình, giống như là cũng biết thông cảm cho công việc của em á. Cái nghề của em là cái nghề dịch vụ, em hay đi sớm về khuya lắm. Có khi em về là mẹ ngủ rồi, có khi sáng mẹ chưa có dậy là em cũng đã đi rồi. Cô thấy mình hợp với con dâu điểm nào? Cô rất là quý con dâu, thương con dâu lắm. Dạ. Vì cũng thích con dâu là cũng phải xinh đẹp. Cô là gái ở phòng thì các chú biết rồi đi. Dạ. Mà con cô ai cũng xinh đẹp. Vậy chắc chú ở nhà cũng đẹp dữ không? À bây giờ thì cô nói đến phần chú nha. Dạ. Nhà cô kết hôn với chú đấy. Dạ. Thì cô không biết là chú cái giàu nghèo như nào nhé. Cô là con gái nhà giàu. Cô không cần biết là chú giàu nghèo. Ham chú đẹp trai. Thế ham chú đẹp trai cứ lấy thôi. Đẹp trai là được. Cô chỉ lúc bây giờ thời bây giờ là có đàn ông ấy, có cái xe cái đài đeo hông cái năm 1900 phải mấy đấy, trong biết không? Có cái đài đeo hông với cái xe cuộc bị mên vận sơ vin và là nhìn là nghe. Như vậy thì một năm trôi qua, dạ. Thật sự là cũng chưa phải là dài, nhưng mà em thấy có một cái điều gì mà gọi là buồn lòng với giữa mẹ chồng với em không? Em thì em thấy không có luôn á, em mình rất là thoải mái luôn, thật sự luôn á. Thoải mái luôn vậy đó. Dạ, nhưng mà phong tục tập quán của hai miền mình rất là khác biệt. À, có một chút khác biệt là giống như là em á là em thích ăn ngọt, còn gia đình là hơi ăn mặn mặn chút. Bác thì cứ đó. Ăn mặn. Nhưng mà từ từ cũng phải hòa hợp đi. Dạ. Không lẽ mình sống với nhau chung cả đời mà. Không, em dạ. Thì ăn cũng quen. Dạ. Dạ. Em thì làm suốt ngày, mẹ thì ở nhà. Dạ. Thế thì gặp nhau vào lúc nào, chia sẻ lúc nào? Có ngày mà em làm vắng khách á thì em đi về sớm thì ngồi nói chuyện với mẹ, hoặc là trước khi đi làm á thì em có xuống ngồi nói chuyện với mẹ khoảng nửa tiếng, 1 tiếng. Thì làm đẹp em có họp với mẹ, bộ nail có làm, em có làm đó. À, đây giới thiệu, đây là con dâu hôm qua là làm leo, cứ hay ra làm leo cho mẹ. Không làm giống dâu đẹp mà đâu đưa thì cái này cô. Dạ. Cô bảo là định qua con dâu để gắn cho cô bảo thôi con ơi, cô về cô nhớ cô có vườn, cô hái rau, nhà cô có dòng rau nhiều lắm. À. Dòng rau sạch đấy, làm nail gì hái rau đẹp, cô hái rau cô sợ là nó dính vào, thế cô bảo cứ làm đơn giản thôi. Nhưng mà rồi hai mẹ con mình hai bộ neo vậy rồi ai rửa chén? Nhà cô có người giúp việc, cô không phải làm cái gì đâu. Cái dòng rau cô sở thích của cô thích thôi chứ. Dạ. Cô không phải làm cái gì, không cần phải rửa chén. Và cô bây giờ gọi là cuộc sống của cô sung sướng lắm rồi. Dạ. Ngày xưa cô cũng gian nan, cũng buôn bán. Dạ. Các em còn nhỏ mà, chứ bây giờ người ta bảo con thành đạt, cháu sinh tươi rồi, 9 đứa cháu nội ngoại 9 đứa. Úi giời ơi, thế 2 cháu nội thì còn đây thì chưa có lẽ sang năm. Dạ. Cháu ngoại thì sắp sụp, cháu gọi bằng cụ đến nơi rồi. Wow, dạ. Dạ. Những lúc buồn thì mẹ em giải trí bằng coi cái việc gì? Mẹ rất là thích coi phim ngôn tình nha. Thích lắm, mà phải coi phim thì diễn viên đẹp. Dạ. Thì mới thích coi. Coi xong bộ phim ấy xong rồi lại quay xong phim thì la. Cô coi 2 bộ phim buổi tối từ yeah. 6 giờ đến 8 giờ hết bộ phim, xong rồi lên lầu ấy coi bộ phim Việt Nam là 9 giờ là đi nghỉ. Cô có coi phim Quyền Linh đóng không? Quyền Linh có nhiều, cái bộ Quyền Linh giỏi quá, được cái gì cũng làm được, nấu ăn cũng được. Suốt ngày xem ở trên TV là Quyền Linh, của cháu Quyền Linh này thật là giỏi. Xem chương trình có ăn nhiều chương lắm đấy. Cô có điểm gì mà chưa hài lòng ở người con dâu của mình không? Không có một điểm gì, không có một điểm nào luôn, không có cái gì chê. Nhưng mà quần áo thì mẹ con chọn chung hay à là... nói với cô bây giờ là tính ra ấy, áo dài là phải đến 30 bộ, đầm phải đến 50 bộ. Nhà cô sản xuất ra vải đây này, vải này là vải của nhà cô dệt ra. Thì áo này cũng dạ cũng vậy luôn, của nhà cô hết, nhà cô sản xuất được các loại vải thun.
vải cườm đồ nhiều lắm không mua gì đâu. Dạ. Con em may thì bạn nó may cho không phải mất tiền. Dạ. Dạ. Nói chung là em được vào đúng cái nơi rất là dễ đúng thương. Đúng vậy, con dạ. Châu là cái gia đình nhà cô thật là dạ. Sung sướng quá. Gặp mẹ chồng này vui nữa. Quá con trai vậy. Cô cũng đẹp trai phong dạ. Độ, không phải cô tự hào đâu nhưng mà nhìn cô thì các cháu. Ôi giờ về Hải Phòng chưa? Dạ em có cái hôm năm ngoái là cưới em với cô dẫn về để báo hủy. À, ở với mẹ chồng của mình nó dễ tính là dễ gần mình, nói chuyện suốt ngày luôn á, vui lắm luôn á. Vui chứ. Đúng rồi dạ. Cảm thấy thoải mái lắm, mình đi làm về mình có nhiều cái cũng áp lực công việc, nó nhiều khi nó cũng không có suôn sẻ, thì ngồi chia sẻ với mẹ, ngồi nghe mẹ nói chuyện này nọ là em cảm thấy nó nhẹ người. Em thì nó không có thời gian. Dạ. Nó thật với Quỳnh Linh với để cháu Lê Lộc thôi, về nhà là muộn lắm rồi, có khi đến 9 giờ. Vậy thì đâu có thời gian mà em với mẹ chia sẻ gì đâu. Như buổi sáng á, buổi sáng thôi. Buổi sáng thì cô đi uống cà phê xong rồi cô về thì mẹ con ngồi chia sẻ một tí. Xong rủ mời bữa nào mẹ chồng nàng dâu uống cà phê. Cô uống cà phê thì cô uống ở nhà con gái cô thôi. Bên nhà chị á anh, ví dụ em có qua thì qua chung với mẹ. Qua chung. Mẹ nào vừa giỏi nè, yeah. Vừa thành đạt nè, có con thành đạt luôn. Chắc cô buôn bán ngày xưa cũng giỏi lắm, cô mới nuôi được các cháu như thế thành đạt. Không biết là mẹ có truyền lại bí kíp gì cho mình không chị? Mẹ em là số 1 luôn. Như là chồng em á là bị cái là thích nhậu lắm. Thì em ở nhà thì mẹ nói là không nha, phải đi theo nó nha, kèm nó lại nha. Phải đi theo nó. Giữ giống như là truyền cho em là bí kíp giữ bây giờ giữ nàng biết rồi. Cô đó cũng trải qua cuộc mẹ dâu rồi. Cô biết hết thì dạ. Cô phải yêu thương con dâu cô phải bảo vệ con dâu cô. Dạ. Hai con dâu ở bên nước ngoài, bên đây một con, thế là dựa bên Việt Nam. Cô bảo là con cứ nghe mẹ đi, mẹ còn sống ở trên đời thì mẹ bảo vệ các con đến cuối đời. Con trai cô không bao giờ làm được cái chuyện gì đấy, cô sẽ sẵn sàng. Nhưng mà ở chung với một người mẹ mà quá giỏi đi, mình có bị áp lực gì không chị? Cũng có một chút áp lực mà hôm nay em cũng mới dám chia sẻ. Là giống như là cái công việc của em á, thì đi sớm về trễ vậy đó. Em cũng không biết là mẹ có giống như có phiền lòng hay là có buồn lòng ở em không á. Còn là toàn là không có gì hết. Không có luôn kìa. Tí này hôm có dỗ mẹ chồng tháng 2 vừa rồi đấy. Con dâu thì nó cũng biết là ngày dỗ thì cũng băn khoăn. Cô bảo thôi con ơi con đi làm đi, ở nhà đã có mẹ mà có các chị rồi. Nhưng mà cái đứa con gái út của cô nó ở với cô nó ghê hớn hơn cô. Nó bảo là con dâu hôm nay có việc thì mẹ bảo em nó ở nhà nó xưng gì mà không, nó làm vất vả công việc con cứ để có mẹ chờ nó về sớm cũng được, thế là tốt rồi. Thì công việc của em nó thế mà cô thương, cô biết là thôi nhà mình rất là đông người rồi, không cần con phải ở nhà làm nữa, bởi vì cái công việc này mẹ cũng giỏi rồi, không phải làm. Hai mẹ con có chơi chung Facebook không? Có. Cô là Phúc Trần còn con nó là gì? Mẹ hiện đại nhưng mà sao không chơi có. Được cô thì mình cô giờ phải ba điện thoại, một cái nghe nhạc, một cái cô còn đi quay ngoại cảnh đấy nha, rồi một cái để chụp hình nhá, chụp hình phải chụp rất đẹp. Cô lại like. Có luôn, lại like. Đầy đủ luôn, đầy đủ hết, quay MV ca nhạc luôn. Cô là đấy là con gái cô có khi nó không giỏi bằng cô về cái Facebook đâu, nó bảo con chịu mẹ đi, cái gì mẹ không biết làm. Mẹ cũng là một mẫu người thần tượng của em vậy đó. Thì em mong là sau này em có được giống như cái độ tuổi của mẹ thì em cũng được trẻ hoài giống như mẹ, trẻ từ trong tâm hồn ra tới bên ngoài luôn, là mẹ dâu của mẹ là số 1. Dạ. Thế đi. Dâu của mẹ là mẹ truyền đạt. Thế thế rồi bác. Dạ. Hôm nay em có muốn nói gì với mẹ của em không? Em cảm thấy em là may mắn giống như là chúc phước luôn á, mới được làm con dâu của mẹ, được sống trong một cái gia đình như là hài hòa, chị em yêu thương nhau thì em cảm thấy rất là vui. Dạ, em nghĩ là mẹ của em cũng vui lắm. Rồi mẹ muốn con dâu thay đổi điều gì không? Đâu mà không có chê được cái điều gì. Cái điều mong muốn bây giờ chắc là phải có cháu đúng không cô? Cô thì cũng mong lắm, ai mà chả có muốn có cháu, nhưng mà các em thì nó bây giờ nó cứ bổ đến sang năm. Nhưng mà có bí quyết gì vậy giữ chồng? Cái này thì cô cũng nói rồi, chồng con đi đâu là con phải kèm cho đấy chứ không để rời một bước nghe chưa? Đấy. Phải thế, lên ba bây giờ lên ông là phải đi thế. Đi theo hoài, ông mệt, có ông chứ, bực mình, ông quạo quá. Đi đâu là đi đấy. Nhưng mà không có cái tính ấy. Con trai cô nó bảo với cô này, mẹ kinh tí, con chỉ yêu vợ con. Vậy là hay rồi. Quá hay rồi, tuyệt vời. Cảm ơn cô với lại thế em. Là, cảm ơn dạ. Quyền Linh với lại Cháu Lộc nha. Hai mẹ con ôm nhau thế nào? Dạ, ôm nhau thế lại chụp hình nha. Cảm ơn cô và em tham gia chương trình và món quà gửi tặng gia đình. Dạ, chúc gia đình sức khỏe, hạnh phúc và thành công. Con cũng thay mặt chương trình gửi tặng cô một ít quà Ala Bio với thành phần 5 Ala được chứng nhận lâm sàng về hiệu quả tăng cường chuyển hóa đường thành năng lượng, giúp ngăn ngừa và hỗ trợ điều trị đái tháo đường. Còn đây là một năm sử dụng nước giặt xả đậm đặc thế hệ mới 6 trong 1 Care4. Sản phẩm được nhập khẩu trực tiếp từ Thái Lan
bởi công ty THT Việt Nam, Care For gắn kết yêu thương hương thơm còn mãi. Cảm ơn cháu Lê Lộc nhé. Dạ. Còn đây là một chiếc Smart TV 32 inch trị giá 4.690.000 đồng của thương hiệu Akino của công ty cổ phần Phúc Ngọc Anh, sản phẩm công nghệ cho gia đình Việt. Cảm ơn cô và chị đã đến tham gia chương trình. Rồi, cảm ơn cháu Quỳnh Ninh với cháu Lê Lộc nhé. Cảm ơn cô ạ.